không quay ở trong sân ra quay cái thùng này. Thế nè. Nó đùa, mẹ đứng mép sân nó nắng lắm ông ạ. À. Đứng chỗ nào mát mát tí lại đứng. Con lại chưa sắm Tết à? Hãy làm gì có tiền mà sắm Tết. Bán Tết rồi, nhà mày bán Tết rồi. Có tiền mình có tiền sắm Tết. Tết tiền chả có đấy đâu mà bố sắm. Bố chả có tiền. Đấy, bà xin bố tiền cho mẹ sắm Tết. Tiền của bố, tiền mẹ đâu cũng sắm Tết. Bố với mẹ tiền mà mẹ đi sắm Tết. Ôi đấy sao mẹ không xin tiền bố rồi? Có ai đưa trả xin. Không xin thì xui vậy. Bố đưa mẹ sắm Tết rồi, sắm hết rồi thôi. Bố thích sắm cái gì? Sắm cái gì không phải việc của con. À con biết rồi, bánh kẹo. Giờ chỉ tiêu hết nhiều, sắm hết bao nhiêu. Tết có ăn bao nhiêu đâu, không có không được. Bỏ ra chú bảo. Vâng. Thế nhưng mà vẫn phải có, chú bảo không có không được. Phải có nhưng bỏ ra lại bỏ vào. Kẹo bánh thế. Vâng. Thức ăn bày ra lại bày vào kẹo bánh. Cái tường đấy không cào xuống hả mẹ? Hả? Không, đây nó bảo cái tường ở giữa. Không,